Số 1 ạ. À, khi mà có từ how, đối với những bài này thì gần như các bạn đừng có dịch nhiều. Trên đâu rồi? Ok, cảm ơn. Thật là Tiến rất hiểu mình nhá. Ok, cảm ơn. Nào, bài 1.2. Take care. Giữ gìn sức khỏe nhá. Chúc cậu cũng một chuyến đi gì nhỉ? Sao đây? Học là như nào đây? Đề đâu? Con sẽ lại đi học kiểu gì đây à? À. Thế có nghĩa là em không phải học đúng không? À. Cô chịu mày rồi. Bó tay. Từ từ, để tôi dừng. Khi mà người ta đã có một cái câu là chúc bạn, tức là quay trở về an toàn đúng không ạ? Thì khi mà người ta đã chúc như vậy thì mình phải làm sao đấy cả lâu? À, phải cảm ơn. Cảm ơn đi, cảm ơn đi. Có thế nào cảm ơn? Cái gì? Cảm ơn vì mày đã đến á. Thành phố Cam Minh á. Ừ, phải là gì nhở? Cảm ơn và tạm biệt nhé, đúng không ạ? Vâng. Vậy câu này là bạn chính xác, ta sẽ làm gì đi à? Ok. Không được cười vớ kỳ vẩn, cười nhố cười nhăng, cười liên cười xuyên, cười những cái không đáng cười. Tôi đang không vui rồi đấy, anh cười gì mà cười, vừa va vừa vẩn. Rồi ok, tiếp câu tiếp theo đi cả lớp ơi. Nào nhanh, câu tiếp theo là gì nhỉ? À, cái từ what và dấu chấm than thì nó lại là câu cảm thán. Wow, đây là một điều thật là ý nghĩa, bạn đã làm cho cái nhỉ? Những cái người bạn của con bị kém may mắn đúng không? Thế thì khi mà người ta đã nói chung là tất cả khi mà người ta đã cảm ơn, à, khi người ta đã khen mình một cái gì thì cái nhiệm vụ của mình bao giờ cũng phải là gì cả lắm nhỉ? Phải là cảm ơn đúng không? Còn tôi mà ai mà cái kiểu là chửi tôi là tôi cũng cảm ơn đấy. Được rồi. Cảm ơn luôn. Đúng không? Và con này đáp án sẽ là gì ạ? À? Daddy, cảm ơn mẹ, đó chỉ là một chút con có thể làm cho thôi. Đáp án là cảm ơn vì đã chăm sóc con. Câu B là món quà mẹ tặng cho tuyệt vời. À. Câu C là con thật sự không quan tâm đâu, con phải đi bây giờ, bố láo đúng không? Tiếp, câu số 3 này. Năm mới gì nhỉ? Đang đến rồi. Tôi sẽ làm sao đây cả lớp? Sơn lại nhà đúng không? Cho gì nhỉ? À, cái vua Amanda, tức là bà Amanda vừa gì nhỉ? Vừa gì? Vừa già là còn vừa gì? Vừa nghèo nữa đúng không ạ? Thế đám hay là gì? Không, không phải cho tôi. À. Đàn bị đó đúng là một sự giúp đỡ tuyệt vời. Đáp án là gì luôn? Baby. Đáp án C thì đắt là sai rồi. Ờ, người Việt Nam mình thì rất đắt đấy. Việt Nam mình sẽ là như vậy đấy nha. Việt Nam mình này. Ai? Cả lớp. Cái vấn đề người ta hỏi là chữ gì? Là ai? Thì câu trả lời thì phải có một danh từ chỉ. Thế trong câu này đâu có danh từ chỉ người? Bạn có A và C đúng không? Nhưng mà người ta đã hỏi là nảy sinh ý tưởng không phải là đế. Đáp án sẽ là A. Class monitor chính là lớp trưởng đúng không? Như là văn toán người ta sẽ là class monitor đúng không? Tiếp. Câu số 5, ai là người nảy sinh ý tưởng tuyệt vời? Ví dụ như hôm nay chẳng hạn, đó chính là bùi thuật ví dụ vậy. Đúng không? What can we do for a better community? Chúng ta có thể làm cái gì? Câu người ta hỏi là what can we do thì câu trả lời nó phải là động từ. Nó phải là động từ. Tức là mình sẽ phải có một cái hoạt động gì trong đấy, đúng không ạ? Thế câu này các bạn chọn là gì? Đáp án là để đảm bảo lối sống lành mạnh. Đây là tại sao chúng ta không bảo vệ những cơ sở vật chất công cộng như là trường mẫu giáo hay công viên nhỉ? Đáp án là tôi rất ghét cái việc thu lượm rác ở nơi công cộng. Và đáp án đi là làm việc từ thiện là bắt buộc đối với con người. Vậy đáp án của mình sẽ là thầy si được baby chứ. Cái đây là người ta gợi gì nhỉ? Gợi ý chúng ta cùng làm đúng không? Tốc độ nha, tôi tốc độ xong là các bạn làm xong bài này thì các bạn nghỉ giờ làm mấy phút thì nó tiếp tục. Nói chung là chúng ta không có thời gian để nghỉ về tập này nữa đâu cả lớp. Tiếp đi ạ. Câu số gì nhỉ? 6. Câu này 99,999. Thôi xong rồi. Không, chỉ đứt kê ở bên ngoài thôi. Chắc là không bị sao đâu. Cả lớp, tất cả tự làm thôi con này. Đáp án là gì? Tôi sẽ hỏi từng người một. Câu này 99,9% sai. Câu này 99,9% sai.
Nếu mà nó đơn giản thì tôi chẳng có gì mà tôi phải bám. Nó phải có một cái gì đấy nó không bình thường. Thành công. Đi. Đi. Hay không? Đây. Bạn chưa từng làm một việc từ thiện trước đây đúng không? Không phải bây giờ. Cô ấy là không phải bây giờ. Tôi bi là đúng vậy. Tôi chưa bao giờ làm. Tôi xin là đúng vậy. Tôi đã từng làm một lần. Tôi xin là chắc chắn rồi. Không thành vấn đề. Thứ nhất nha, với tình huống giao tiếp trong câu hỏi yes no, nếu như câu hỏi ở thể khẳng định thì nếu các bạn đồng ý thì các bạn trả lời là yes, còn không đồng ý các bạn trả lời là no. Nhưng nếu như câu hỏi ở thể phủ định thì đồng ý có nghĩa là no, và không đồng ý thì lại có nghĩa là yes. Nhắc lại nhá, nếu như đề bài mà câu hỏi là phủ định thì đồng ý sẽ là gì? No. Còn không đồng ý sẽ là gì? Yes. Thế thì bạn này có đồng ý không? Bạn này không đồng ý. Bạn cứ làm lần như vậy, đáp án chính xác và phải là đáp án C. Chuối chưa? Quá chuối luôn. Đấy. Nhắc lại nhá. Nếu đề bài nó là phủ định thì mình phải tư duy ngược nhá. Nhớ chưa? Đi thi vào con này 99% rồi, 99% sai mà. Và để thi phát ở đây rồi, nó đây rồi, đúng phải luôn. Ok, dám lừa tao à? Không có đâu sói ạ, đúng không? Số bài này cứ lắm. Nếu mà chúc mình may mắn thì cái bài là gì nhỉ? Cảm ơn, đó nè. À? Bố, con vừa mới đỗ kỳ thi rồi. Oh, good job con trai, được không? Amazing good job. Đáp án đây. Tôi nghĩ là tôi sẽ chọn một cái laptop mới hơn là một chiếc smartphone. Thế đúng là một sự lựa chọn gì? Thông minh, what a wise choice. Tôi nghĩ là chúc mừng là thế nào? Tôi đang chờ cho iPhone 15 ra. Ôi, cô thích cái con màu đỏ không? Màu đỏ rượu vang đấy là màu 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 mệnh của cô ấy. Cô thích lắm đấy. Nó đang dự kiến là gần 40 triệu ra. Câu số 10 ạ. Và tôi sẽ mua một cái ốp để làm giống con đấy. Con 15 đấy. Không mua đâu. Không, vỡ phát là vỡ mồm. Nào, cậu có biết rằng có rất nhiều cái phát minh đã được truyền cảm hứng bởi thiên nhiên không? Đàm ở đây, dĩ nhiên, mày đúng. Đàn bi, chả có hy vọng gì về điều đó cả. Tập trung. Đàm bác sĩ là gì ạ? Ô, nghe thật thú vị. Và đáp án là có, tôi hoàn toàn đồng ý đáp án. Đi. Câu 11 nhá, câu 11 đáp án, tôi sẽ đọc cái câu xong các bạn sẽ đọc luôn đáp án của bạn nhá. Cậu có nghĩ rằng những cái phát minh thứ làm con người trở nên giàu có không? Đáp B, I don't think so, tôi không nghĩ là như vậy. Còn nếu con muốn nói đồng ý, con phải có từ yes ở đó trước. Tiếp này, câu số 12. Tôi chưa bao giờ tới America, tới Mỹ. Câu trả lời. Đáp chính xác. Tại sao? Nếu khẳng định thì dùng gì? Me too. Phủ định thì dùng gì? Me neither. Nhớ chưa? Khẳng định thì dùng me too. Còn phủ định là me neither. Phủ định là chính từ nào? Never, đúng không ạ? Tiếp tục nào, câu số 13. Ở lớp. Tôi có thể take away, tức là mang cái đĩa này đi không? Có nghĩa là khi mình ăn sắp xong ấy, những người phục vụ người ta đã chuẩn bị ăn đi đúng không? Tôi chuẩn bị cho điện thoại ra ngoài bây giờ đấy nha. Ai tự biết? Bên này ạ. Thế này, wait a minute. Chờ một chút ạ. Ôi, không phải là ai nhỉ? Con gái cơ. Nào, câu này là gì? Tôi không thể hoàn thành. Câu B là tôi không hoàn thành. Câu C là tôi phải hoàn thành. Và câu D là tôi chưa. Vậy là chờ một tí tôi đã xong đâu. Thì bọn này là vô duyên đúng không? Vâng, đáp án sai là đáp án gì ạ? À? Gì? Đẹp đi.
Các bạn lần sau để xe chú ý với nhá. Cô lấy bố cô phải dắt hết xe các bạn vào trong đấy sợ mưa đấy. Bố cô dắt hết rồi. Mưa. Cái mưa kiểu này chỉ mưa vớ vẩn này. Nào câu 14 mưa cho bạn chẳng dụng. Bạn có cần bất kỳ sự giúp đỡ nào không ạ? À? Kết. Đáp án đây, tôi không biết. Cả lớp này, I haven't got a clue, tức là tôi không có manh mối nào. Hay nói cách khác là tôi không biết. No thanks, không cảm ơn. Tôi có thể manage tự gì nhở, cố gắng được. Cô bé là gì? Đó tất cả những cái gì bây giờ cô đi là ổn thôi. Mày nói tên là gì? Baby, no thanks, không cảm ơn. Với lần này, wow, thật là hào phóng khi bạn đề nghị trả tiền. Cô ấy, tớ rất vui khi cậu thích nó. Cô B là cảm ơn cậu rất nhiều nhé. Vâng, đó là gì đấy à? Đó là điều ít nhất tôi có thể làm cho bạn. Và đáp án là tôi hoàn toàn đồng ý bạn. Khi mà người ta khen mình thì câu đáp lại một là gì đấy à? Don't mention it. Đừng đề cập về nó. Hai là that was the least I could do. Đáp án C. Đó là cái ít nhất mà tôi có thể làm. Xỉu. 16 announcement đây là gì? Tuyên bố. Có phải cái tuyên bố này đã được thì tạo ra đúng không? Về cái chuyến bay lúc 8 giờ tới Paris không? Đáp án là I don't think that. Tôi không nghĩ vậy. Người ta hỏi là có hay không thì trả lời về có hay không đúng không? Đáp án B là không có. Đáp án C là xin lỗi tôi không. Và đáp án D là đúng là nó. Đáp án ra là gì? Baby không có. 17 à? Tôi rất thích học khoa học bởi vì nó cho phép tôi trả lời rất nhiều câu hỏi về thế giới tự nhiên. Cái câu này là tôi cũng vậy đúng không? Trên đề bài là khẳng định hay phủ định các bạn? Khẳng định, vậy khẳng định các bạn dùng từ nào? Sâu hoặc là trừ. Như vậy đáp án sẽ là đẹp đi. Thế còn is và neither là dùng cho câu phủ gì nhỉ? Phủ định. Tiếp 18. Tôi có thể thử chiếc camera mới của bạn không? Câu A. Tôi xin lỗi, tôi không thể. Đi đi. Câu B là gì đấy ạ? À? Tôi xin lỗi, tôi về nhà muộn. Câu C là xua chắc chắn rồi, vâng. Tôi rất muốn làm điều đó. Và câu này là nhưng mà vui lòng cẩn thận với nó nhé. Yes, đáp án đen đi. Số 19 này, Tết bị gãy chân. Vì vậy, không thể đến lớp ngày hôm nay được. Thế câu trả lời sẽ là gì? Thật là tội nghiệp Tết đúng không? Đó nào? Ai đúng không? Kiểu là biết terrific là gì không? Terrible là kinh khủng, tởm lợm, nhưng còn terrific là tuyệt vời. Wow, thật là tuyệt vời. Còn đừng có nhầm mà tôi terrible nha. Còn thua chết là tội nghiệp Tết quá đúng không? Cô bé ạ, thương quá cơ. Nào, bạn sử dụng Internet cho việc nghiên cứu khoa học như thế nào? A. Tìm kiếm thông tin. B. Xem chương trình hoạt hình yêu thích. C. Nghe nhạc. Và câu đi là giữ liên lạc với lại nhà giáo sư. Người ta nói là đối với Internet, các bạn dùng đáp án gì ạ? A. Tìm kiếm thông tin sẽ là nhất. Câu 21 nha, tôi đọc cái đẹp đáp án nha. Cái gì hữu ích hơn cho bạn trong lớp? Một chiếc laptop hay là một chiếc máy tính bảng? Chắc chắn người ta đang là câu hỏi lựa chọn thì câu trả lời phải có một từ laptop hoặc là từ tablet. Đúng chứ cả lớp? Đáp án A. Ví dụ bạn nghĩ thế nào, ai đẹp trai hơn đúng không, toán hay là thì nhờ tiếng chẳng hạn, câu trả lời phải có toán hoặc tiếng. Của chúng ta không thể trả lời là cả hai thằng đều xấu như nhau được đúng không, phải trả lời vậy được, ví dụ vậy. Tiếng rồi rồi hay hay bạn sẽ tham gia vào cái chiến dịch đúng không, ở xanh của thành phố này chứ, thế người ta nói là bạn có tham gia không thì phải là gì ạ? À? Mẹ ơi. Bây giờ nhiều mẹ thế, nhiều đứa gọi mình là mẹ thế. Mỗi lần khi xin học thì học sinh sẽ đổi 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 ngôi từ cô sang mẹ. Mẹ ơi, mẹ đã nhận học sinh vào lớp 10 chưa? Anh Ừ. à, học sinh cũ đúng không? Tức là nó vừa, chắc là nó vừa lần vừa thi lớp 9 xong. Mẹ ơi luôn rồi đấy cả lớp. Chuyển tông luôn đấy, bọn này nhanh lắm. Kinh lắm, cả lớp kinh lắm. Vậy là con sẽ là I surely chắc chắn rồi đúng không? Đó đây ạ. Cô đây là gì? Mày đùa đấy à? Just kidding.
Câu 23 nha, câu đã recycle là gì cả làm nha. Câu đã từng tái chế cái gì chưa? Đáp án A, có, tôi đã từng tái chế chai thủy tinh rồi. Câu B là tôi đã mua rất nhiều thứ tái chế. Câu C là tao có nhiều lắm, mà câu D là rất dễ để tái chế. 24 nào, tiếp nào. Tôi rất thích làm việc bán thời gian cho một cái tổ chức phi lợi nhuận. Tôi trả lời A, tôi cũng vậy, và tôi nghĩ đang nộp đơn cho cái này. Nếu như bạn nào mà tinh ra ấy, thì những cái câu gián tiếp này nó được gộp từ các cái đề của unit trong sách giáo khoa các bạn học từ lớp 10, lớp 11 và cả lớp 12. Những cái câu này nên chắc là các bạn chắc cũng không, các bạn không để ý đâu, nhưng mà nó là những câu các bạn đã làm gì từ lớp 10 đến lớp 12. Bởi vì là trong cái bài trong cái các unit của chúng ta bao giờ cũng có cái bài số 7 là cái bài English Communication, nó tầm khoảng 10 15 câu, nó đều được gộp xuống đây. Nhưng chắc là trong đầu các bạn chẳng còn nghĩ gì đâu. I do believe, tôi thực sự tin rằng du lịch sinh thái sẽ phát triển mạnh ở Việt Nam nhờ sự ủng hộ từ chính phủ và những tổ chức thế giới. Đây là gì? There's no doubt about nghĩa là gì? À, câu này sai. Vì sao? Vì không bao giờ có there is no doubt ở, mà chỉ có there is no doubt about. Thế là sai thế nào? Nếu mà there is no doubt about thì có nghĩa là hoàn toàn đúng, không còn nghi ngờ gì. Câu B là vâng, nó rất quan trọng. Câu C, I can say no. Tôi làm sao có lớp nhỉ? Hoàn toàn đồng ý. Tôi không thể nói không được. Và câu D là tôi hoàn toàn đồng ý. Đáp án sẽ đáp án D. Câu tôi không thể nói không, kiểu là mày muốn đi chơi với tao không ấy, thì tao không thể nói không được, kiểu thế. Đáp án D nhá. Câu 26 này, tôi có 2 ngày nghỉ trong tuần này, chúng ta hãy cùng giúp đỡ nhỉ? Orphanage là trẻ mồ côi nào? Câu A là gì nhỉ? Not really. Chắc là không. Tớ có lớp học vào những ngày đó. Câu này không chính xác vì từ not really là để thay cho no nhưng mà còn chưa rõ ràng. Bởi vì là yes and no thì nó phải rõ ràng, chứ không thể not really được. Câu B là gì? Nghe thật tuyệt, tớ mong đến đó lắm rồi. Câu C là ồ, tôi thấy bạn thực sự là người có tấm lòng vàng. Và câu D là cảm ơn vì đã gợi ý cho chúng tôi. Đáp án là gì? Baby đúng không? Bạn nghĩ thế nào? Đây là người ta đang gợi ý cho mình mà, đúng không? Câu số 27 nào, thử tiếng giỏi mọi người xem nhá. Wow, trời ơi, tôi được đưa cho một cái công việc ở cái Viettravel rồi. Thế người ta mà được đưa một công việc thì câu trả lời sẽ là gì cả lớp? Chúc mừng mày. Cái con đọc có lớp đâu có biết đáp án này gì? Cứ đẹp là gì? Trời đất ạ. À. Nó nghĩa là như vậy đấy. Trời đất ạ. À. Vâng, congratulations là chúc mừng, có gì là chúc may mắn. Và cô đi là gì đây? Chúc bạn may mắn lần sau. À, cái câu mà bạn nghe rất quen thuộc trong cái nắp chai đúng không? Better luck next time. Nghe cay nhỉ, mỗi lần bật cái nắp chai thì có từ chúc bạn may mắn sau thì mình được đúng không? Tôi thực sự rất tin rằng computer của chúng ta đây là gì đấy cả lớp? Máy tính hoạt động như một giáo viên hoặc một gia sư, thì nó sẽ cung cấp tài liệu và hướng dẫn học sinh cách học nó. Tôi hoàn toàn đồng ý. Đó là hoàn toàn đồng ý đấy à? Đáp án A đúng rồi. I can agree more. Tức là tôi hoàn toàn nhớ thật kỹ câu phần này. Đừng để sai, đừng để mất điểm 2 cái câu. Cái câu communication này rất là tiếc luôn này à. Số 29 này. It's go without saying that. Cái câu mà it's go without này của chúng ta có nghĩa là gì? Tất nhiên là bố mẹ không nên đối xử với con trai và con gái khác nhau. Tôi là tôi under the impression, tôi bị ấn tượng đúng không ạ? Vì điều đó là đúng. Câu B là chúng ta có cùng suy nghĩ về vấn đề này. Và câu C là sự tranh luận này chắc chắn không đủ sức thuyết phục. Và đáp án D là đúng, tôi không đồng ý với bạn. Đáp sẽ là baby đúng không ạ? À, cái chị bạn cô trước một cô bảo cô đi trên Phú Thọ để cô đi đào tạo cho trung tâm của chị ý hơn cô 1 tuổi. Năm ngoái là 3 con gái thôi, cố đẻ bạn hơn này. Năm nay mình lên mình lại thấy bầu tiếp, mình bảo tôi lạy bà, lại con gái tiếp. Ủa? Hơn cô 1 tuổi, cô bảo tôi lạy bà. Thì bây giờ kiểu gia đình nhà chồng cứ muốn có con trai ấy, anh cứ cố 4 đứa luôn, 4 đứa gái rồi, bây giờ đang bầu 3 tháng rồi. Nào, số 30 này. Ông trả lời thì can you think, bạn có nghĩ về cái cách nào để giúp người những người cần giúp đỡ không? Cháu trả lời là gì?
Cháu có thể thu thập sách cũ để tặng. B là cháu cố gắng hết sức ở trường. C là họ luôn luôn cố gắng hết mình. Và câu đi là ông có thể kết bạn với họ. Hay quá. Đáp án cháu thật là tuyệt vời, đúng không? Ông có thể kết bạn với họ. 31 này, các tình nguyện viên có thể đạt được lợi ích gì? Chúng ta hỏi đạt lợi ích gì? Nếu bạn không nhớ thì đây là ở sách giáo khoa lớp 11, ở unit số 4 về Volunteer Work. Thế thì các cái tình nguyện viên này nó đã đạt được cái lợi ích gì? Thì chắc chắn phải trả lời lợi ích, đúng không? A. Kiếm được nhiều tiền. B. Sống tốt hơn người khác. C. Họ cảm thấy bản thân mình hạnh phúc. Và có điều không bất kỳ có muốn làm gì cả. Đáp án đi. C. Là tình nguyện viên này kiếm được tiền này ngon quá. Đi luôn. 32 này, cậu có tin rằng bố mẹ cậu nên bố mẹ ở nên là gì? Là gì? Bạn bè với mình không? Đáp án này, actually, nói thật là thì bố mẹ là những người bạn tốt nhất của tôi. Toby là quả thực là bố mẹ sẽ luôn cho chúng ta những lời khuyên tốt nhất, chả liên quan đúng không? Câu C là thỉnh thoảng bố mẹ quá bận để chăm sóc. Và câu đi là bố mẹ tôi chăm sóc tôi và chị gái tôi. Vậy người ta hỏi là bạn có tin rằng bố mẹ của bạn nên là những người bạn của bạn không? Câu này sẽ là thực tế bố mẹ tôi là những người bạn tốt nhất của tôi. Đáp án này, nếu như mà bố mẹ nào làm bạn với con thì con có thể chia sẻ tất cả mọi thứ đấy với là những người bố mẹ thành công. Thế còn nếu mà bố mẹ nào mà để cho con mà có một cái sự sợ hãi mà không gần gũi thì nó không an toàn là cái người cái biện pháp nuôi dạy con tốt. Một là để cho con quá áp lực phải sợ. Hai là nhờ có những người con thì lại coi bố mẹ không ra gì. Nhưng mà nếu mà bố mẹ mà làm được nếu mà bố mẹ làm được việc là bạn với con sẽ là tốt nhất, đúng không? Số 33 này, đừng quên viết thư cho tôi khi bạn ổn định nhé. Câu A là ô thật tuyệt nhưng tôi sẽ nhớ bạn lắm. Câu B là gì? Tôi mong chờ nghe tin từ bạn. Tin tôi đi, tôi sẽ không quên đâu. Tôi sẽ báo tin cho bạn. Và có đi là được rồi, chúc bạn may mắn. Đáp án C, of course. C là nó có gì? 34 này, học sinh thứ nhất nói bạn có thể nhờ come with us, bạn có thể đi cùng với chúng tôi không? Học sinh này trả lời liệu là bố mẹ tôi có để cho tôi đi hay không ấy, đúng không ạ? Thì điều đó còn nhận mới là một cái câu hỏi đáng quan tâm. Câu B là gì? Giáo viên đang yêu cầu chúng tôi nộp bài. Câu C là thời tiết thật đẹp cho buổi ra ngoại. Và câu đi là tôi nghĩ là ngày hôm qua. Với đó sẽ là ấy, bạn có thể đi cùng chúng tôi không? Phải liệu xem bố mẹ tôi cho tôi đi không đã, đúng không ạ? Tiếp này, số 35 ạ. Nào, tôi đọc không tiếng sân trả lời câu này nha. Bạn thích sống ở khuôn viên của trường học, đúng không ạ? Campus. Hay là bạn thích thuê ở trong một khu căn hộ? Sơn nào. Sai, đáp án đây là chính xác. Tôi đang nghĩ tới việc cô vừa nói các bạn là như nào. Nếu như mà sự lựa chọn này bắt buộc phải có một trong hai cái tồn tại, đúng không? Câu A là tôi đang nghĩ việc thuê một căn hộ. Câu B là thực sự là không tốt lắm khi sống với người khác. Sai hoàn toàn. Câu B sai hoàn toàn. Câu C là sống ở khuôn viên giúp bạn giao lưu với mọi người. Câu D là không dễ dàng tìm một căn hộ đâu. Ta sẽ là đáp án đây. Chính xác. 36 này. Anh tiến về vị câu trả lời. Bạn đã từng nghe về bất kỳ cái điều bí mật nào để có được một cuộc sống lâu chưa? À, C, chính xác. Câu hỏi là gì? Mọi người suy nghĩ khác nhau về những đồ có cồn và ảnh hưởng của nó tới cơ thể. Câu B là mọi người cười rất nhiều thì có xu hướng sống lâu hơn. Bởi vì nụ cười là tạo ra những cái gọi là endorphin một cách tự nhiên. Và câu xin là tôi đoán là một trong những cái bí mật đó chính là, đúng không? Rất là nhiều những cái nhóm văn hóa khác nhau thì dường như đã nhỉ, có thể chia sẻ với nhau, đó chính là gì nhỉ? Khẩu phần ăn, đúng không ạ? Đáp án C là chính xác. 37. Bạn nào toán chuẩn bị. Bạn đã từng tới thăm một di sản văn hóa thế giới từ trước tới nay chưa? Ai đến không ạ? Không phải si ạ. Không si để trả lời là chưa bao giờ quá muộn để tới thăm một nơi. Đúng rồi, đâu vào đây ạ. Vâng, đây là lần đầu tiên mà tôi từng đến một nơi. OB là gì nhỉ? Nó quá là thú vị, đúng không ạ? Để tới đây với bạn. Câu C là tôi chưa bao giờ, nó chưa bao giờ là quá muộn để đến nơi một nơi. Chả liên quan. 38, đặt A chuẩn bị câu trả lời.
Then are you working? Bạn là gì nhở? Đã đi làm đúng không? Hay là tham gia một khoa cử nhất? Đúng không? Chính xác. Câu này là tôi nghĩ tôi nên kiếm tiền nhiều hơn là sống dựa vào bố mẹ. Câu B là tôi làm việc và thêm những trải nghiệm. Vâng, là maybe ạ. 39. Bạn Thuật chuẩn bị câu trả lời. Câu ấy người ta nói như thế nào mà cô Bi lại trả lời là anh ấy là một người rất là tự lập và thực sự là hữu ích hay giúp đỡ người khác. Ê, chính xác. Tại sao cậu lại thích pop? Chuẩn luôn. 40 này. Bạn Thu chuẩn bị câu trả lời. What do you think about time management skill? Bạn nghĩ thế nào về cái kỹ năng quản lý thời gian ạ? Chính xác, đáp án thì là C. Đó là một kỹ năng vô cùng quan trọng. Quan trọng. Đáp án hay là gì? Đến lúc phải đi rồi. Làm đây là ta đồng ý với mày đúng không ạ? Câu số 41, bạn Thuận chuẩn bị câu trả lời. What should be done? Cái gì nên được làm để giúp đỡ mọi người, những người mà bị khiếm thị ạ? Baby đúng rồi, những cuốn sách ghi âm thì có thể giúp. Đáp án này là không có gì. Đáp án B là tôi không đồng ý với bạn đúng không? Đáp án C là cùng giúp. Câu 42, bạn Giang chuẩn bị câu trả lời. Cô mà nghe nhá, biển nó rất to đấy ạ. It's quite disrespectful. Thiếu tôn trọng khi dùng những từ như là câm hay là điếc để nói về những người tàn tật. Đúng. Tôi đồng ý với bạn. Đáp án này là tôi không có tâm trạng. Đáp án này là tôi tôn trọng tất cả mọi người. Và đáp án C là thì là tôi đồng ý với bạn. You can say that again là tôi đồng ý nhá. Chứ không phải là bạn có thể nói lại được không đâu. 43. Bạn Lý Hảo chuẩn bị câu trả lời. Bạn có thể vui lòng xem qua phần trình bày của tôi ở ASEAN được không? B chính xác. Câu A là tôi rất vui phải đi. Câu B là không có vấn đề gì. Ok đúng không ạ? 44. Bạn Nhung chuẩn bị câu trả lời. Người ta trả lời là I have just asked where you are from. Tôi vừa mới nhỉ, hỏi là nơi bạn đến từ đâu. Hey, bà đến. Bà đến là xin lỗi, gì cơ? Tức là mình muốn nhắc người ta nhắc lại. Bà vào đây. Thế còn câu B là gì? Lặp lại đi là sai rồi. Nó không lịch sự đúng không? Phải lịch sự ạ. Câu số 45, bạn Thùy Linh chuẩn bị câu trả lời. Tôi đã nghĩ rất nhiều về cái cách để có thể tiết kiệm năng lượng ở xung quanh nhà. Đi ạ, có ai một chuyện khác không ạ? Đà bán si ạ. Câu A là chúc bạn may mắn tốt đẹp này. Câu B là trời đất ơi. Câu C là làm tốt lắm. Câu D là nó thật sự rất tốt. Đáp án đi chưa phù hợp. Vì cái này người ta thường dùng mà diễn đạt trong ngữ cảnh như là that is very well. Nó rất là tốt nhưng mà như thế nào? Nhá, đáp án sẽ là đáp án C. Câu 46. Đinh Lan Anh chuẩn bị câu trả lời. Alright, được thôi. Nếu như bạn cứ khăng khăng đòi muốn như thế. Hả? Đi á? Câu này là B. Câu A là cô ấy đã đúng. Câu B là bạn chắc sẽ không đi uống cùng chúng tôi chứ. Câu C là cái ấy dường như là một điều rất dối. Và câu D là mọi thứ ở bữa tiệc đều đúng không? Vậy là nhà cậu chắc sẽ đi cùng uống nước cùng tôi chứ. Được rồi, nếu như bạn cố này nỉ thôi như vậy. Câu số 47 à. Bạn à, cái đấy là cái Linh đúng không? Linh chuẩn bị câu 47. Tôi có thể giúp bạn với cái này được không? Tôi là cảm ơn lời khen của bạn rất khuyến khích. Đúng không? Đúng. Câu B là không nghĩ gì về nó. Tại sao?
Tôi xin là không có gì đâu, nhưng dẫu sao là cũng cảm ơn bạn nhé, tôi ổn. Và cô đi là tôi hoàn toàn đồng ý, làm ơn đi. Câu này không chính xác. Bởi vì cái câu a good agreement nó chỉ bày tỏ là cái quan điểm, ý kiến thôi nha. Câu số 48, mời bạn Thư chuẩn bị câu trả lời. Bạn phải obtain thu được một tấm bằng của trường gì ạ? À, phổ thông. Vậy câu hỏi là gì? Tôi nhanh. Thế câu hỏi vậy là gì? Bạn điều kiện gì để vào đại học đúng không? Đó vào đây ạ. À. Điều kiện nào để vào đại học? Còn câu bi là khi nào chúng tôi kết thúc trung học? Tôi xin là tôi không thể chờ việc giành được bằng trung học. Và câu đi là tôi đang cố gắng hết sức để đỗ ở trường nào. Câu số 49 ạ. À. Bạn. Dưới cùng kia là thế nào? Là gì? Cái này dưới cùng là như thế nào đấy? Cô không nhìn thấy gì luôn. Bên đấy ạ. À? À Hiền nhá. Cô không nhìn thấy một cái gì đâu. Cô gọi theo cảm tính thôi. Nào Hiền nhá. Câu số 49 ạ. À. Tertiary education. Đại học là con đường duy nhất để dẫn tới thành công. C. Tôi là bạn chẳng biết gì. Câu B là nó quá tiện. Câu C là tôi hoàn toàn đồng ý đúng rồi. Câu số 50. Cô mời bạn Phương Anh ạ. À. Người kia nói là gì? Đó là một ý kiến hay. Thì câu trả lời sẽ là gì? Ok, tại sao không tham gia chuyến du lịch này? Rồi cho các bạn nghỉ mấy phút nha, tiếp tục chương trình.